Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Camera 247 sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm EZBeat. Đầu tiên trên điện thoại các bạn vào phần mềm EZBeat. Ở phần 1 mình đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt kết nối camera vào phần mềm. Ở đây mình đã có sẵn một con cam đã được kết nối. Thì khi các bạn vào phần mềm thì giao diện đầu tiên là nó như thế này. Thì mình sẽ có mục đầu tiên là mục Home này, là nơi sẽ có hiển thị tất cả các camera đã kết nối. Ở đây mình sẽ có một con cam rồi, mình sẽ vào con cam. Đây, giao diện khi mình vào xem camera nó sẽ như thế này. Ở đây thì các bạn hãy nhìn thấy dòng đầu tiên đấy là mã con cam và series của con cam. Bên cạnh đấy là biểu tượng chia sẻ và biểu tượng cài đặt. Ở phía dưới là thanh công cụ và nút tạm dừng, tắt âm thanh, chế độ 4 khung hình, độ phân giải của hình ảnh, phóng to màn hình. Phía dưới đấy là thanh công cụ điều chỉnh hướng của camera, đàm thoại hai chiều, chế độ che vùng nhạy cảm, chụp ảnh và quay phim. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng nút thanh công cụ. Ở đây đầu tiên đấy là nút tạm dừng. Đây, nút này thì các bạn cũng đã biết. Tiếp theo đấy là cái biểu tượng hình cái loa. Mình tắt âm thanh. Cái này các bạn lưu ý cho mình đấy là khi tắt âm thanh ở đây là các bạn đang tắt âm thanh ở trên điện thoại của các bạn đang xem, chứ không phải là tắt âm thanh ở trên camera. Thì khi các bạn tắt âm thanh này thì chỉ không phát ra âm thanh ở trên điện thoại, còn camera vẫn ghi hình và vẫn có tiếng. Tiếp theo đấy là biểu tượng 4 khung hình. Ở đây nếu trường hợp các bạn ở trong một tài khoản các bạn có đến 4 thiết bị thì các bạn có thể đồng thời cùng một lúc xem cả 4 thiết bị được. Tiếp đến đấy là độ phân giải. Ở đây mình sẽ chỉnh độ phân giải của camera, gồm có 3 độ phân giải: chuẩn, HD và độ nét cao. Thì chế độ chuẩn là chế độ camera hiển thị thấp nhất và sẽ chạy nhanh nhất. Tiếp đến là chế độ HD và chế độ nét cao. Thì ở đây là nó theo độ phân giải của cam là 20 megapixel. Thì các bạn xin lưu ý là nếu các bạn tốc độ mạng nó thấp thì các bạn không nên chọn độ nét cao, bởi vì sẽ làm trễ hình ảnh. Khi các bạn chỉnh ở đây độ nét của camera thì nó không ảnh hưởng đến cái độ nét khi camera ghi hình. Cái này chỉ hiển thị ở trên điện thoại di động của các bạn thôi. Đấy là tiếp theo, đấy là cái phóng to màn hình. Đối với những bạn mà muốn xem to màn hình thì mình có thể phóng to như thế này để mình xem cho nó dễ. Đó. Và ở ngay trên cái màn hình này các bạn có thể phóng to thu nhỏ. Ở phía dưới các bạn có thể nhìn thấy cái thanh công cụ là có 4 mũi tên điều hướng. Các bạn kích vào. Ở đây con cam C6CN của mình là con cam quay quét. Thì các bạn muốn quay con cam thì các bạn có thể vào mục quay nghiêng. Ở đây nó sẽ có cái công cụ điều hướng. Ở đây nó sẽ có 4 hướng, các bạn có thể quay trái, quay phải con cam và quay lên, quay xuống. Ngoài ra thì con cam C6CN này có một tính năng thông minh, đấy là bắt bám chuyển động. Tức là khi mà có chuyển động thì camera sẽ bắt bám cái chuyển động đấy và quay theo hướng có chuyển động. Đây các bạn, đây ví dụ mình có một vật thể. Đấy, vật thể chuyển động và camera sẽ chuyển động theo. Ok. Tiếp theo đấy là tính năng đàm thoại hai chiều. Các bạn kích vào biểu tượng của mic. Lúc này thì EZBeat sẽ thông báo là cấp quyền truy cập micro. Các bạn ấn OK.
Đây là khi các bạn bật âm thanh hai chiều, mình có thể đàm thoại âm thanh. Alo alo. Trường hợp các bạn để gần thì điện thoại với camera sẽ bị giao thoa âm thanh nên có tiếng rít. Khi các bạn để xa thì nó sẽ không sao cả. Tiếp theo đấy là biểu tượng của chế độ bảo mật hay là che vùng nhạy cảm. Thì trong quá trình sử dụng camera, nhiều khi các bạn đã lắp camera lên rồi và các bạn không muốn ngắt nguồn, mà khi mình không muốn quay camera nữa thì các bạn có thể vào chế độ bảo mật này, che vùng nhạy cảm. Khi các bạn bật chế độ che vùng bảo mật thì cái camera nó sẽ quay lên trên, các bạn có thể nhìn thấy đây, camera của cái mắt nó sẽ bị quay lên trên. Đấy. Và khi các bạn bật lại cái chế độ quay thì các bạn có thể nhìn thấy con cam nó sẽ quay như thế này. Tiếp theo là chế độ chụp màn hình và ghi. Thì chế độ chụp màn hình này là trong quá trình các bạn khi xem trực tiếp hay xem lại thì các bạn thấy có một cái sự kiện gì xảy ra các bạn muốn lưu lại, các bạn muốn lưu lại thì các bạn có thể chụp hình và ghi. Đấy, ghi thì nó sẽ, khi các bạn ấn nút ghi thì biểu tượng ghi nó sẽ hiện đỏ lên và ở trên cái màn hình nó sẽ có số giây bắt đầu mình ghi. Khi các bạn không ghi nữa thì các bạn ấn vào nút ghi để dừng lại. Khi đấy nó sẽ hiện ở cuối góc màn hình ở bên trái, sẽ có cái video mình đã lưu. Tiếp theo các bạn kích vào bộ sưu tập. Bộ sưu tập ở đây có nghĩa là cái thông tin lưu trữ của camera. Ở đây nó sẽ có cái đoạn hình ảnh camera ghi lại trong quá trình sử dụng ở trên thẻ nhớ. Thì các bạn có thể vào chọn ngày tháng ở cái mục ngày tháng đây. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là ngày tháng. Thì các bạn chú ý cho mình, ở nơi ngày nào có cái chấm đỏ, chấm màu cam ấy, chấm màu cam, thì đấy là ngày có dữ liệu ghi hình ở trên thẻ nhớ. Còn ngày nào không có chấm cam thì ở đấy là không có dữ liệu. Và các bạn nhìn theo xuống phía dưới, đấy là cái thanh thời gian. Ở đây là thời gian của cái tập tin ghi. Các bạn sẽ nhìn thấy nếu mình để chế độ ghi theo chuyển động ở đây thì camera nó sẽ có những cái khoảng màu cam là có dữ liệu ghi hình, còn khoảng trống nó sẽ không có. Thì khi nào có chuyển động thì camera nó sẽ ghi. Như thế này thì nó rất tốt ở cái chỗ là mình sẽ tiết kiệm được dung lượng của thẻ nhớ. Các bạn để hai tay vào màn hình vuốt rộng ra để zoom to khoảng thời gian này để cho mình tiện theo dõi. Và mình khi mình tua đến cái khoảng thời gian mình cần xem. Đây mình sẽ tua đến khoảng thời gian mình cần xem lại. Đấy. Và trong quá trình mình xem lại thế này, mình có thể chụp ảnh, quay lại đoạn video. Sau khi quay lại đoạn video xong và các bạn muốn chia sẻ hoặc là các bạn gửi cho người thân hoặc là gửi cho ai đấy, thì các bạn vào mục thêm ở dưới cùng bên tay phải, sau đấy các bạn vào mục album của tôi. Ở đây sẽ có các cái đoạn video các bạn đã quay lại. Sau khi các bạn vào cái đoạn video thì mình sẽ lưu về điện thoại. Đây, có biểu tượng lưu. Đó. Lúc này thì EasyVid sẽ, phần mềm sẽ xin cấp quyền truy cập vào ứng dụng của bạn. Bạn ấn OK. Và thiết bị đã báo là lưu thành công. Thế các bạn sẽ vào cái mục ảnh của các bạn trên điện thoại. Đây là cái video, cái đoạn video mình đã cắt. Và khi này các bạn muốn chia sẻ thì các bạn chia sẻ bình thường như các file video khác ở trên điện thoại. Trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm EasyVid để xem camera.
Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong lần tiếp theo.